Đó, rửa tay được chưa? Đó, vậy ha, rửa tay tự động. Rồi, muốn chào các em. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các em cái video nói về cách lắp cái mạch mà rửa tay tự động dùng cảm biến nha. Theo như là sách công nghệ lớp 8 chương trình mới của chương trời sáng tạo nha. Đó, thì dựa theo cuốn sách này thì hôm nay chúng ta sẽ biết được cái cách lắp mạch mà sử dụng cái chức năng mà rửa tay dùng cảm biến nha. Thì để lắp cái mạch này thì chúng ta cần có những cái thiết bị như sau. Thứ nhất là cái dùng cái cảm biến nha. Đây là cảm biến hồng ngoại ha. Cảm biến hồng ngoại. Rồi cảm biến này có ba chân nha. Rồi chúng ta thấy là gửi thẳng lên đây nè, cái chân VCC, VIN đi và cái chân out là mở ra của tín hiệu. Thì cảm biến này nó có hai con mắt, một con mắt phát hồng ngoại và một cái mắt thu hồng ngoại nha. Ở đây chúng ta thấy mình này mình lấy chúng ta sẽ lấy cái loại đơn giản thôi nha. Rồi cái thứ hai là cái module điều khiển relay. Thì cái module này nó sẽ nhận được tín hiệu từ cái cảm biến hồng ngoại này, nó sẽ nhận tín hiệu và nó sẽ điều khiển đóng tắt cái tiếp điểm, coi như đóng vai trò là đóng tắt công tắc á. Thì bật mở cái máy bơm nước nha. Đó, bật mở máy bơm nước này đi. Thì cái module điều khiển này nó có ba chân, ba cái lỗ cắm, nguồn cộng, nguồn trừ và cái ngõ in, đúng không nè, lấy của cái bộ cảm biến hồng ngoại này mở ra ha, cấp cho nó. Và ba chân còn lại này, đây chính là chân giữa là cơm, cái chân ở bên trái là NO là tiếp điểm thường mở, bên phải là tiếp điểm thường đóng nha, cấp điện để chúng ta đóng ngắt cái máy bơm. Và cái tiếp theo đó là cái máy bơm ha, máy bơm. Máy bơm thì đây là cái máy bơm sử dụng điện DC nha, cho nên là chúng ta sử dụng điện một chiều. Và máy bơm này nó có hai cái ngõ, hai cái ngõ để chúng ta đấu hai cái ống nước vô. Ống nước mà thứ nhất, ống nước ở dưới là sử dụng hút nước, và ống phía trên là ở trên là chúng ta thấy lấy nước ra để chúng ta có thể là bơm nước tưới cây hoặc rửa tay gì đó tùy chúng ta nha. Rồi ngoài ra một số phụ kiện kèm theo cũng như là công tắc để điều khiển đóng tắt bật, đóng tắt mạch điện chung, và một số cái domino nó dây kèm theo bảng nhựa, bảng cắm, tép nha, để cho nó tiện lợi, chúng ta không cần phải nối dây cuốn băng keo nha. Rồi đó, chúng ta nhìn sơ qua cái này đó. Rồi bây giờ sẽ chúng ta sẽ tiến hành nối dây ha. Nối dây thì chắc chắn đây là cái chỗ nguồn vô, thì nó cái dây dương chúng ta sẽ qua công tắc, và cái dây ngõ ra của công tắc này chúng ta sẽ nối vào cấp điện cho các cái bộ phận giống như là cảm biến, module và cái máy bơm nha. Máy bơm xem ha. Rồi, rồi cắm điện xong ha, cắm dây xong, ta kết nối dây rồi ha. Do cắm dây nó có một cái khâu nó rất là tốn thời gian dài, thì nếu mà các em cần cái sơ đồ đấu dây thì chúng ta sẽ liên hệ Zalo nha, số Zalo để thì sẽ cung cấp cho cái chúng ta cái sơ đồ đấu dây nha. Bây giờ chúng ta ở đây thì chúng ta có sẵn cái đấu dây sẵn luôn, chúng ta luôn cho nó nhanh nha. Đó ha. Rồi cho chúng ta thấy ha. Đó. Rồi nối dây như thế nào nha. Rồi. Đó thì cái cơ bản của cái mạch này là như vậy nha. Là một cái mô điện để chúng ta test coi là cái mạch này nó hoạt động như thế nào nha. Đầu tiên vậy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp cái nguồn cho cái mạch điện này nha, coi chạy thế nào, mạch hoạt động như thế nào nha, máy bơm có quay không và cái cảm biến này nó hoạt động như thế nào nha. Rồi ta xem. Rồi đây là nguồn ha. Ok, rồi cắm vô đó, chúng ta thấy đèn lên nha.
Rồi, đầu tiên thấy chưa? Chúng ta đó. Khi chúng ta chưa có cái đưa tay vào để chúng ta nói chung là chưa có vật cản ha, cản cảm biến thì cái bơm này nó sẽ ngưng ha, chưa có bơm nó chưa hoạt động ha. Có khi có vật cản này ha, cái tay chúng ta đây ha, vật cản này. Đó, ha. Rồi tắt nè. Được chưa nè? Cái bơm nó sẽ làm gì? Cái bơm nước ha. Rồi. Thì là chúng ta có thể đưa tay vô, chúng ta làm sao mà chúng ta che được cái cảm biến này là cái máy bơm nó sẽ bơm nước cho chúng ta rửa tay thôi ha, làm lại ha. Rồi. Rồi. Rồi được chưa nè? Rất là nhạy ha. Được chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi bây giờ rồi chúng ta tiến hành chúng ta gì nấu cái ống vô ha. Ống đây là cái đường nước cấp đây. Còn rồi ống này đó là đường nước ra nha. Nhả vô đua tầm vô cái ống cho đúng nha. Rồi đây mạch này được tắt công tắc rồi nha. Rồi, nên cũng an toàn nha. Đó, bây giờ mình thiết kế như sau, giờ đến rửa tay nha, cho nó có nước nó chảy ra ha. Đầu sẽ lấy thêm hai cái bình nước đây, cho người ta cố gắng ra ha. Đặt sao đặt rửa tay nha. Đây là cái ống nè, cho người ta ra đây rửa tay. Bây giờ ta dùng cái gì nâng đỡ ống lên nha, cho ông ta rửa tay. Rồi như nè, tay che lại nước nó sẽ chảy ra ha. Rồi sau khi chúng ta nối ống xong, ở đây mình đưa vô nước đây ha, cái đầu này hút vô nước nè, rồi sẽ gọi kỹ nha, một nguồn nước nè. Rồi đây là cái chỗ ra rửa tay để hứng nước nè, nối ống vô ha, mình cố gắng mình làm cái mua đó thì cái mô hình của mình nha. Rồi có điện nha, điện hết là bình thường máy bơm nó không làm việc nha. Đó bây giờ nè mình tới mình sẽ dùng cầm sao cho các bạn thấy nè. Rồi đúng không, khi mình đưa cái tay vô nè, cái tay đó thấy không. Rồi nè, đưa cái tay vô nha, nước chảy ra ha. Rồi ha. Rửa tay không, đó nước chảy ra được chưa nè. Rồi vậy nha. Rồi lấy tay ra là máy ngắt nè, đúng không? Đưa vô nè. Rồi nước chảy ra, rửa tay nha. Chúng ta thấy ha, rất là tiện dụng nha. Đó, đơn giản thôi. Rồi nha. Rồi các bạn và các em ha, chú ý đó, thì cái mạch này chúng ta lắp ráp nối ống vào và kết nối đúng như theo sơ đồ. Thì nhắc lại với các em nếu có cần, nếu các bạn và các em có cần thì sẽ gửi sơ đồ và các em liên hệ qua cái số Zalo dưới cái phần mô tả nha, để gửi riêng cho chúng ta cái mạch này, cái sơ đồ mạch này đấu dây nha, để chúng ta làm. Phần còn lại là các em chúng ta có thể dùng cái mô hình này để làm ra một cái mô hình nào tương ứng ha, sáng tạo cho chúng ta theo cái mô hình dựa trên cái nền tảng là cái mạch mà dùng cái rửa tay tự động ha, hay là tưới cây tự động dùng cái cảm biến ha, một cái cảm biến rất hay, đó là cảm biến tiếp cận ông ngoại ha, để chúng ta làm như thế nào rất là hay. Rồi bây giờ đây là cái sản phẩm tự chế đây nào. Đó ha, đây cắm điện vô nha, đây cái đồ hứng nước đây ha. Rồi ngay dưới kia là máy bơm nó hút nước trong kia nha, chúng ta xem nha, chế đây, nước chảy ra, rửa tay nha. Rồi cảm biến, chúng ta xem sản phẩm nha. Để đây cho nó rửa tay. Rồi giờ bật công tắc lên chúng ta xem nha, có đầy đủ mạch. Bật công tắc lên nè. Đó, chúng ta thấy đèn lên chưa? Vậy là đèn lên ha. Rồi nhưng mà nước chưa có ha. Thứ nào bây giờ đưa tay nè, nước có nè, chảy ra nè. Đó, rửa tay được chưa? Đó, vậy ha, rửa tay tự động rồi. Rồi lấy ra tắt nè. Được chưa? Không có thấy chưa? Đó, làm lại nha. Rửa tay như nè. Đó, thấy chưa? Nước chảy ra, rửa tay. Đó, chế. Mình sáng chế ra, thấy không? Ha. Rất là hay, được chưa nè. Rồi.
Rồi, cái video chia sẻ cho chúng ta cái cách làm ra cách chế tạo ra cái mạch gọi là rửa tay tự động ha, theo cái chương trình công nghệ 8 ha, dự án 2 đến đây là kết thúc. Mong rằng chúng ta sẽ hưởng ứng ha cái video của các cái video này, và sắp tới sẽ ra những video mới về các cái cảm biến. Rồi chúng ta tiếp tục ủng hộ, chúng ta like, share, chúng ta nhấn nút chuông đăng ký nha. Lúc đó sẽ có động lực để tiếp tục làm ra các cái sản phẩm mới nữa cho chúng ta, và các video này sẽ gửi tới chúng ta một cách nhanh nhất ha. Chúng ta không cần phải tìm nữa, được chưa nào? Rồi, mến chào tạm biệt các em nha. Rồi, làm lại nha. Rồi ha. Rồi đó. Được chưa nào? Chạy ra. Được nha.